lạy Giave, tình yêu Ngài cao thẳm, ánh huy hoàng xin tỏa khắp nhân tâm. Nữ tỳ Chúa xin dâng tấm lòng thành, dâng cuộc đời phục vụ Chúa ngàn năm. Thân lạy Chúa, thân này tôi tớ Chúa, tín dâng lên lời cầu khẩn thiết tha. Xin ban đấng cứu độ như lời hứa, muôn thuở con âm vang lượng hải hà. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Thưa Ngài là ai? Và lời chào ấy có ý nghĩa gì? Maria đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Ta là Gabriel, sứ thần của Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Thưa sứ thần, việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, nhưng bà ấy vẫn cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Có thật không, thưa sứ thần? Vì chị ấy tuổi đã cao rồi, làm sao mà có thai được? Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Những lời sứ thần vừa nói với mình thật kỳ diệu. Giờ mình phải sống những gì mà Thiên Chúa muốn. À, đúng rồi. Việc đầu tiên là đi thăm chị họ Elizabeth trước đã. Tuổi cao mà lại mang thai chắc cực lắm đây. Còn có người giúp đỡ lúc vượt cạn đây. Mình phải đi ngay mới được. Lần đầu tiên sinh con chắc thiếu đủ thứ. Chị Elizabeth ơi, em đến thăm chị đây. Chị đâu rồi? Chị có ở nhà không?
Tạ ơn Chúa. Em chào chị. Xin Chúa chúc lành cho chị và cháu. Yên nào, con làm mẹ đau đấy. Chị sao vậy? Chị mệt hả? Chị ngồi nghỉ một chút đi. Đến được nhà chị, thấy chị khỏe là em mừng lắm. Cảm ơn em nhiều, nghe chị nói này, em có phúc lắm đấy. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến thăm tôi thế này. Sao chị Elizabeth biết được chuyện thầm kín của mình nhỉ? Mình chưa nói chuyện này với ai mà. Sao chị biết? Kỳ lạ quá. Chị nói gì thế? Em không hiểu. Sao em được chúc phúc? Em là người có phúc đấy. Quả thật, này tai chị vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vì vui sướng. Thật thế hả chị? Em mừng vì con chị khỏe mạnh. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người sẽ nói với em. Sao chị nói thế? Em phải mừng chứ, vì Chúa thương em và cũng thương chị nữa. Em biết rồi. Mà này, sao em biết được chị có cháu mà đến thăm vậy? Ai nói cho em biết phải không? Bí mật mà chị. Em sẽ ở với chị cho đến ngày chị sinh con luôn. Em nhiều lắm. Suối mắt trong đẹp tươi.